Cả nhà xem cái trái này trái gì đây? Thí ơi, cái trái này là trái gì Thí? Giờ nó có trái này biết chừng nào nó mới được ăn Thí ơi. Đây, bữa hôm trước là cái bông đực. Hôm nay là cái bông này là cái nó có cái u u. Là cái trái. Này, cái trái nó u u này Thí ơi. À, thấy vậy chứ à, không biết ăn được không nha. Ăn giết cái đám bí này giờ thấy nó là sợ rồi Thí ơi. Mới cắt ngày hôm kia bữa nay nó lú lên à, đọt 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 không nè. Ăn giết rồi à, nhìn thấy mà sợ luôn á. Bữa nay trời không có gió mà cũng không có ánh nắng luôn nha cả nhà. Cả nhà thấy nó tới hù không? Đó. Đi ra quay cảnh vườn cho cả nhà mình xem. Nhìn thấy buồn hiu hả cả nhà? Tại vì sắp sửa vô mùa đông rồi. Nay là mười mấy tháng 9 rồi. Nay là nó se lạnh từ từ. Rồi bắt đầu tháng 10 là nó bắt đầu nó lạnh. Mình cho cả nhà thấy cái củ cải đen nha. Này. Gadinoa. Củ cải đen. Đó, nó nhóm cao lên đó cả nhà. Cái này là củ cải này mình để tới mùa lạnh. Tháng 10, tháng 11 mình mới nhổ lên ăn nha. Giờ cũng được. Nhưng mà nó còn nhỏ. Đó. Hôm qua là ổng nhổ cái củ cải đỏ bên này. Này còn cái đám này là để tới tháng 11 mới nhổ lên ăn. Cái này ăn sống nha cả nhà. Gardenia này ăn sống. Cả nhà biết ăn với cái gì không? Nó ăn với lại cắt ra gọt vỏ xong rồi quết miếng bơ lên. Vậy chấm với muối. Đó. Ăn rất là ngon. Chứ không có làm chín. Ăn sống. Người Tây người ta ăn sống không á. Em cải này thì cắt hết rồi. Còn mấy này bỏ lại. Cho con ốc nó ăn. Để mình cắt hết rồi con ốc nó không có ăn. Cả nhà thấy thương ốc phải không? Nó phá tàn bạo luôn á. Trồng cải xà lách mới vừa lên lá là nó lú lá lên là nó đớp rồi đó. Nó đớp nó ăn rồi đó. Đây là review hai cây bơm năm nay. Không có trái nha cả nhà. Có một hai trái thôi. Năm năm rồi nó quá trời quặt câu nó quằn xuống muốn đều gãy nhánh luôn. Năm nay có hai trái ba trái thôi, hai cây bơm. Đây là hồi trước là gia đình này cái nhà với miếng đất này là ông già bà già của bạn mình là cái nhà kế bên nè. Đó, nhà đó đó. Người ta có đất này nè, còn miếng bên kia nữa. Rồi bán nhà, bán đất, bán hết luôn. Rồi vợ chồng trẻ này nó về đây nó ở. Nó cũng đi làm nông á cả nhà. Đó là cái nhà đó, xóm riền của mình đó. Đây cả nhà ơi.
Ở nhà biết cái trái này trái gì không? Trái mã gông. Mà thường người ta thường gọi là nó có hai cái tên, thường gọi là sa ten nè. Ở đây là gọi là sa ten cũng được mà mã gông cũng được nha cả nhà. Nó hai cái tên. Là cả nhà nhìn thấy cái trái đó mình đưa sát vô cho coi nè. Gai không nha. Wow, cái gai nó đâm vô là chảy máu luôn á nha cả nhà. Mỗi khi mà tới mùa tháng 10, tháng 11 là nó bắt đầu nó chín, nó rụng xuống á. Nó rụng cái trái xuống á là bắt đầu là mình đi phải mang bao tay. Với lại lấy theo cái con dao để mà mình khử cái trái nó ra, là cái hột á mình vít ra. Chứ nếu không á đâm cái tay á cả nhà. Đâm cái tay của mình á là chảy máu. Rồi tới mùa đó mình sẽ ra đây à. Là mình lượm rồi mình lượm hột rồi mình review cho cả nhà mình xem tháng 11 lận. Nay mới tháng 10 nó còn nhỏ. Với lại trời không có nắng cho nên nó không có bự. Quá trời luôn nhưng mình sẽ review cái từ ở dưới lên trên cho cả nhà mình xem nha. Xanh quanh nữa cả nhà mình thấy không? Đó. Rồi, trái nhóc nhen hết trơn á cả nhà. Tuốt trên đọt luôn đó. Trái không. Năm nay nó có nhiều nhưng mà không biết cái nó cho cái hột nhỏ hay không ha. Hột lớn, hột to, hột nhỏ hay không nè. Nó quá trời luôn. Năm nào cũng vậy rồi. Cái ông xã ông mới lượm vỏ, cào vỏ, lượm vỏ ra. Mà không dám cắt, không phải không dám cắt mà cắt một cái trong này nó có một cây của nó mà nó ra thành ba cây, một gốc thôi mà nó chỉ ra thành ba cây, cho nên nó người ta kêu người ta cắt thì người ta ăn mỗi một cây là 400 euro. Thì trong này nó có ba cây to, ba cây thì nó 48.200 rồi. Trời ơi, hết một tháng lương rồi trời. Cho nên không dám cắt đó cả nhà. Không dám cắt bỏ đó. Để nó chịu khó, chịu cực lượm cái trái thôi. Với lại hồi trước thì mình cắt cây, cắt cối rồi nọ đó cả nhà. Thì mình được quyền đốt ở trong đất của mình. Nhưng mà bây giờ, 5-6 năm nay rồi, nhà nước người ta cấm đốt, tại vì đốt người ta sợ cái khói với cái khói cái lửa nó bay đi rồi sẽ cháy nhà lân cận của người ta, cho nên giờ mình không có xe để mà mình chở những cái đống này nè đem đi bỏ đó, bây giờ mình chỉ để như vậy thôi, chịu trận để vậy thôi đó, củi kéo đồ tùm lum để vậy thôi. Đây không có xe chở đi mà không có nơi để tiêu thụ. Cho nên giờ mình có đất, mình đâu có chỗ này, mình đâu để làm gì. Đâu có làm gì nó, đâu trồng trọt gì. Cho nên mình để ba cái cây này ủ cho nó mục luôn. Đó. Đất của mình thì mình bỏ cho nó mục luôn. Thế tại vì đây mình cũng đâu có cày bừa trồng trọt gì. Đó, đằng đó ăn đóng nữa đó. Ở chỗ đó là ngày xưa là đốt đó. Chắc đốt đó. Rồi cái sao không cho đốt, nhà nước không cho đốt nữa mới để luôn vậy đó. Hiện giờ thì nó mục rồi. Nó mục rồi thì để vậy luôn chứ giờ hốt để bỏ đâu. Đó. Cho nên đó là không có, thứ nhất là không biết cái chỗ mà người ta hồi trước thì có cái chỗ, có cái xe người ta để cho mình giục mấy này ở ở ở ở chỗ Sâm Tre đó là Nghĩa Trang á. Còn bây giờ thì hả người ta không có cho cái xe đó vô đây nữa. Cho nên buộc lòng mình phải từ đó giờ bỏ trong cái miếng đất của mình. Tại vì ở đây cũng không để cỏ lên thôi. Chứ không có trồng trọt như ở đằng kia. Đằng kia thì mình trồng. Còn chỗ này thì mình bỏ. Đó. Không có trồng. Thì, cho nên để đó. Thì, để vậy luôn. Chứ giờ biết dọn đâu.
nhà cái cây ông sùm xề không à, trong đó nó tối hù cho nên mình không có đưa cho cả nhà thấy cái gốc của nó, cái gốc của nó được, cái cây của nó được rất là to, để mình vô mình xem thử nha. Đó là cả nhà thấy cái cây của nó chưa? À, cây nào cây nấy tản thần nha, nó trẻ ra làm mà ba cây đó, cây này bự nè, rồi cây chính giữa cũng to bự, rồi cây này cũng to bự, ba cây đều to hết. Thì mỗi một cây vậy á, là người ta ăn 400 euro. Rồi cả nhà thấy không? Nhịn đói một tháng luôn đó. Là cũng không có tiền để mà cho ngân hàng nó rút chỗ này, chỗ kia, chỗ nọ. Ngày xưa cưa một lần rồi. Cưa một lần cái cây tàn kế bên đó, cái lùm đó đó. Giờ nó lên nhỏ nhỏ đó. Nó cũng bằng cái cây này nè, cũng to vậy đó. Nhưng mà có cái nhà đó, giờ nó bạn của mình, giờ nó dời nhà, nó bán nhà ở đây, nó đi chỗ khác rồi. Chứ hồi trước á, thì nó xài củi, nó xài cái gì cũng củi hết. À, rồi nó xài sofa đó để sưởi ấm trong nhà bằng củi á. Cái mới kêu nó lại cưa. Thì gia đình nó lại súng cưa, cưa cái cây xong rồi nó lấy củi luôn đó. Còn giờ mình kêu người ta cưa, người ta lấy củi mà người ta lấy tiền mình. À, cho nên nó mắc quá mình không có cưa. Cả nhà nhìn thấy trái sa tên cả nhà thấy không? À, cái này là trái nhỏ nha, chưa chín nha cả nhà. Trái nhỏ đó. Tháng 11 mới có. Nấu cái hột của nó ra ăn nó ngon hơn cái hột mít của mình nữa nha cả nhà. Nó ngon hơn hột mít mà ngon hơn cái hột sầu riêng nữa. Cái hột này nè, hột ma gông nè. Nhưng mà ăn cái này ai ăn nhiều á nó mập lắm. Với lại những người có tiểu đường á như mình á ăn cái này nhiều cũng không tốt tại vì nó ngọt. Nó ngọt ngay à. Đó, quá chừng luôn cái cây này, năm nay cái cây này trái nhiều. Nhưng mà không biết có hột bự hay không thôi. Giờ cái trái nó còn nhỏ. Tháng 11, tháng 12 là nó chín đó, nó rụng xuống. Mình mới biết được cái hột của nó. Quá nhiều hả cả nhà, xum xê từ dưới là từ ở trên xuống dưới luôn. Cái sten, sten nè, thì thôi à, mình ra review chút xíu cho cả nhà mình xem, cho cả nhà mình thấy. Giờ cả nhà mình xem bắt đầu lá nó vàng nha cả nhà. Cây sa ri của mình lá vàng nó rụng xuống rồi đó. Là bắt đầu là mùa đông đó, vô mùa đông đó là mấy cái cây này là lá rụng. Bên kia cũng vậy, bên kia nó cũng cho ra lá già vàng hết rồi. Thì những cái cây cây sa ri này thì lá nó rụng trước. Rồi cái cây sa ten này thì khi nào mình nó rụng hết trái rồi bắt đầu nó mới là cho cái lá vàng. Thì lá vàng nó mới là rụng xuống hết rồi còn cái cây không. Đó. Vậy thôi mình chào cả nhà hết nha. Chúc cả nhà ngày Chủ nhật luôn luôn vui vẻ và làm YouTuber thành công, đại đại thành công. Còn mình thì không có thành công mà là thành thành yếu xìu. Rồi, chào cả nhà hết nha. Ồ, và cả nhà bye bye, I love you too much.